khi mà các bạn cần thì bạn không có kỹ năng. Thì hôm nay mình sẽ nói với bạn tại sao như vậy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Sau cái đợt dịch vừa rồi á, mình học được rất là nhiều bài học từ những bạn học viên của mình cũng như bản thân mình. Khi mà dịch đã đến á, thì các bạn không có đối phó với nó kịp thời, các bạn làm trễ đi cái quá trình thành công của bạn hoặc là bạn trì hoãn cái quá trình thành công của bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một vài cái ví dụ để cho các bạn thấy ngay cả bản thân mình cũng cố gắng một cách sớm nhất để mình hòa nhập lại với lại cái dịch và sống chung với nó luôn. Bây giờ ví dụ một cho các bạn là có một bạn học viên của mình là qua Úc này cách đây 3 năm rồi, đến bây giờ bạn đó cũng chưa có bằng lái xe nữa. Mình hỏi tại sao vậy, bạn nó trả lời là em ở gần trường, đi làm cũng gần nhà luôn nên em không cần bằng lái xe. Bây giờ dịch nó đến, bạn nó mất việc rồi, trường học nó không có đi học luôn, ở nhà học online, thì bạn nó cần một cái công việc phải đi lại lại, người ta offer cái việc mới và bạn này không có xe và công ty nó cancel cái job của bạn này, mất việc tại vì không có xe để di chuyển, tại người ta gọi on call. Và cái dịch này á, nó sẽ làm các bạn ở nhà và bạn sẽ cứ ở nhà rồi xong rồi không có công ăn việc làm. Mà trong khi đó nếu trước dịch bạn biết hoặc là bạn biết nó xảy ra là khi mà bạn book á, người ta không cho bạn book thi luôn. Tại sao? Tại vì bị lockdown rồi, đâu có được book thi đâu. Và bây giờ công việc rất là nhiều, mình giao quá trời việc cho các bạn làm và bây giờ các bạn không đi được đó. Các bạn phải phụ thuộc vào một cái người hoặc là một cái phương tiện công cộng thì nó tốn các bạn thời gian biết bao nhiêu. Rồi một ví dụ thứ hai, mình có một bạn học viên khác là bạn này á là ở bên này chục năm rồi cũng không có bằng lái xe luôn. Thì bạn này phụ thuộc vào người thân, bạn này đi đâu cũng có người thân chở. Thì đến bây giờ luôn, bạn đó 30 mấy tuổi rồi, bạn đó vẫn không có bằng lái xe. Cái gì cũng ba chở đi hết á. Đó, bạn này lớn tuổi hơn mình nữa. Mình nói, ủa sao qua đây mười mấy năm, bạn này qua thằng trước mình á, trước mình vài tháng. Thì các bạn thấy đó, khi mà bạn phụ thuộc vào một cái người á, khi mà có chuyện xảy ra đó, ba bạn này có việc á, bạn này không có xe đi làm rồi, không có xe để mà gọi là có người yêu cũng không có xe để chở người ta đi nữa đó. Đó các bạn thấy không? Có chuyện lái xe là có chuyện rất là nhiều người ai cũng có thể làm được hết. Đó các bạn làm không được. Mình ví dụ cho các bạn thêm một cái ví dụ thứ ba nữa. Có một bạn học viên khác của mình thì bạn này năm nay chỉ có 20 mấy tuổi thôi, qua đây gần 2 năm rồi. Nhưng mà bạn này mới qua, bạn này cũng không có nghĩ là bạn này học lái xe luôn. Nhưng mà đến gần đây thì bạn này sau một thời gian mình training bán hàng, sau một thời gian mình training cho bạn này kỹ năng kinh doanh tại nhà, bạn này bán cây thường rồi cây hiếm, bạn này cũng nói chung là bạn này kinh doanh cũng khá là tốt, bạn này kiếm được 6 con số rồi đó. Và bạn thấy 6 con số ở bên nước Úc này là cũng là khá rồi đó. Thì các bạn có thử nghĩ đi, bạn này nói ôi bây giờ em mới thấy giá trị của cái việc mà có xe mới di chuyển từ chỗ này đi tới chỗ kia nó dễ, và có xe mình có thể đi chủ động, mình có thể thậm chí nhiều khi nó gần mình có thể đi giao hàng được luôn, và thậm chí có xe mình còn làm những cái việc khác của mình nó rất là nhanh chóng nữa các bạn đó. Và bạn này mới vừa rồi mới thi lái xe lần đầu thi không đậu, lần thứ hai thi mới đậu. Thì các bạn thấy đó, cái tầm quan trọng của cái việc chiếc xe nó giống như người Việt Nam không biết đi xe máy vậy các bạn, không biết đi xe Honda, xe hai bánh đó, nó y như ở bên Úc này mà bạn không biết đi xe bốn bánh vậy thôi. Thì chuyện gì xảy ra nếu mà bạn không có chiếc xe, bạn không biết lái xe thì bạn chậm hơn người ta thôi, trâu chậm thì uống nước đục thôi. Tất cả những người khác người ta đi rất là nhanh. Có những bạn mình nói có chiếc xe đi, mình giao việc cho làm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, ở luôn ở căn nhà đó được. Công việc của mình là mua nhà sửa bán mà, hoặc là mình đi sửa nhà cho khách hàng. Thì các bạn thấy đó, mình chỉ cần giao cho bạn này ở đó, rồi bạn này có thể là không phải là bạn nói giao nhà vậy thôi, đâu cần xe đâu, nó ở đó nó ngủ rồi nó làm luôn. Không phải, nhiều khi bạn không có đồ nghề, hoặc là thiếu đồ nghề, hoặc là nhiều khi bạn thiếu vật liệu, material, bạn phải đi mua, bạn không có đi mua được sao. Cái xe nó cực kỳ quan trọng. Bạn nào mà sắp đi nước ngoài thì các bạn lo học cái kỹ năng lái xe, và thứ hai nữa là kỹ năng nói tiếng Anh, bạn phải nói được, nghe được và viết được và đọc được đó. Người ta trả cho bạn cái hóa đơn, bạn cũng không biết cái đó là cái gì nữa, rồi người ta nói bạn nghe bạn không hiểu, rồi bạn nói không ai hiểu hết rồi thì sao đó. Bạn phải có 4 kỹ năng nghe nói đọc viết của tiếng Anh, và bạn phải rèn luyện sức khỏe. Trong cái giai đoạn mà dịch này, bạn ở nhà bạn có nói bạn có thể rèn luyện sức khỏe, nhưng bạn còn phải rèn luyện những cái kỹ năng khác nữa. Giống như mình hướng dẫn với bạn mình á, mấy bạn học viên á, đâu cần phải là phải leo lên bằng cái xe rồi mới bắt đầu học lái đâu. Bạn học ở nhà cũng được, tải phần mềm về mà học, rồi xong học online, học lý thuyết, học bằng L, bằng lên N. Rồi bạn có thể là coi cái virtual á, bạn tập lái thử coi như thế nào. Rồi bạn có thể học và đọc những cái kinh nghiệm trên YouTube của những người ta đi trước để người ta chỉ cho các bạn. Đó, những kỹ năng này bạn thấy nó đơn giản, chứ khi mà bạn vào chiến trường á, nghĩa là bạn khi bạn ra bằng kinh doanh và bạn lái xe, khi bạn có bằng lái rồi, bạn có xe rồi,
thậm chí bạn không có, chưa chắc bạn lái giỏi bằng những cái người ở ngoài kia đó. Lý do tại sao? Thì bạn đâu có kinh nghiệm gì lái đâu. Đó, do đó bạn có bằng là một chuyện, còn phải vài tháng sau bạn mới rành đường, bạn bấm navigator nó chỉ bạn đi, bạn đi bạn còn bị người này bấm còi, người kia bấm còi nữa, rất là nhiều kỹ năng khác. Do đó bạn nhớ nha, hãy luôn luôn mở rộng cái lòng của bạn ra, hãy luôn luôn mở rộng con người bạn ra để mà luôn luôn phải học hỏi mỗi ngày. Rồi mình kể ví dụ của bản thân mình, ngay cả những cái lúc mà dịch nó đến nước Úc này thì mình cứ nghĩ là à ok thôi, tôi làm việc tất cả mọi thứ là online rồi, đa số công việc của mình hết 80% online rồi, mình cũng không có lo lắng gì hết. Nhưng các bạn đâu có biết, làm việc online, mình làm marketing, nhưng mà vấn đề ở đây dịch đến nó lại ảnh hưởng đến toàn cầu luôn, tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng hết. Thu nhập rồi phải trả lương cho các bạn nhân viên nữa, thì thu nhập nó giảm xuống, mà lương các bạn nhân viên thì đâu có thể nào giảm được đâu, đúng không mọi người? Đó, phải trả lương đúng. Thì bây giờ sao? Mình lại phản ứng rất là chậm. Do đó mình phải suy nghĩ là à, nếu mà chậm như vậy, à bây giờ mình phải có cách nào để mà làm. Đó, mình phải học thêm kỹ năng gì, hoặc là mình phải đối phó với tình huống như thế nào khi mà giông bão nó đến, các bạn mới biết được cái người thuyền trưởng như thế nào. Các bạn là người thuyền trưởng của cuộc đời của các bạn. Do đó các bạn đừng có đưa cái trách nhiệm này cho người khác, đừng có đưa trách nhiệm cho người thầy các bạn, đừng có đưa trách nhiệm cho người thân của các bạn, đừng có đưa cho người cha, người mẹ. Các bạn là thuyền trưởng của cuộc đời của các bạn, do đó các bạn phải chịu trách nhiệm. Và khi mà bạn chịu trách nhiệm thì lúc đó bạn mới nói là bạn mới có đủ quyền hạn và bạn có đủ sức mạnh để bạn có thể sửa chữa, và bạn có thể là chữa lành cái vết thương mà bạn đã từng làm sai, hoặc là cái lỗi của bạn. Tại vì bạn không nhanh nhẹn như những người khác, bạn không có bằng lái xe, bạn không giỏi tiếng Anh, do đó những người khác người ta đi nhanh, người ta sắp về đích tới nơi rồi, còn bạn thì y ạch. Mọi người nhớ nha, các bạn là thuyền trưởng, do đó bạn phải chịu trách nhiệm rồi sau đó mới sửa, rồi sau đó mới tiến lên được các bạn. Rồi, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Chúc tất cả các bạn kinh doanh ngoài kia hay đầu tư ngoài kia càng ngày càng phát đạt.